Hello everyone, welcome to Unit 23, Unit 22, yes. In Unit 22, we're going to learn about modals. Đây là lesson thứ 3 mình học về modal verb. Và lesson ở level cao nhất sẽ học về modal perfect. From the last lesson, các bạn biết rằng là modal verb có rất là nhiều chức năng. Như ở trên bảng đây, mình thấy đó, nó dùng để chỉ ability, certainty này, obligation, permission, advice, and possibility. Six chức năng. Điểm chung của những cái thằng này đó là đều ở hiện tại và tương lai. Hôm nay mình sẽ đi học tiếp bài modal verb để chỉ quá khứ, tức là ability trong quá khứ, certainty and all possibility trong quá khứ, advice trong quá khứ. Okay. Để mà dùng modal verb để diễn tả những cái chức năng đó trong quá khứ thì mình sẽ dùng modal perfect. Modal perfect cũng rất là simple thôi mấy bạn. Công thức của nó là như thế này. Đó là mình chỉ cần coi modal đó cộng với have và một cái verb 3 là ok. Thì ở đây các bạn dễ dàng thấy là cái này chính là combo của một verb, một perfect nè. Have cộng với past participle tức là verb 3. Nó chính là perfect, combo của hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành và tương lai hoàn thành ở đây. Đó. Modal thì phía sau modal thì luôn luôn là động từ nguyên mẫu, cho nên sau modal verb thì luôn là have chứ không phải là had hay là has gì cả, luôn là have. Alright. For example, he may go out. Đây chỉ possibility nè. Cái việc anh ấy ra ngoài là có thể xảy ra. Đây là một cái possibility 50%, 50%. Ok. Rồi. Nhưng mà nếu mà cái suy đoán này và dự đoán này nó nằm ở trong quá khứ thì mình sẽ dùng may được nữa. Mình sẽ đổi là he might have gone out. Anh ấy đã có thể là đã ra ngoài rồi. He might have gone out. That could be a bird. Thì mình sẽ thêm have verb 3 vô đây. Have đây, verb 3 đây, be sẽ đổi thành been. That could have been a bird. Have của công thức bỏ vô đây, còn past participle thì mình đổi từ be này thành verb 3 là xong. They can't know about the test. Họ không thể nào mà biết được. Cái này là certainty nha, không phải là ability đâu. Đây là hẳn là chắc chắn là họ không thể nào biết về test được. Đây là chuyện hiện tại, còn ở trong quá khứ đúng không? They can't have known about the test. Okay. He must be the robber. He must have dropped the bank. Okay. Sorry, chỗ này thầy chuyển lại cho nó giống must have been the robber. Okay. Been the robber. Rồi mới ra cái câu là nó sẽ bằng với cái câu này. He must have robbed the bank. Okay. Đó. Vậy thì mình khi mình những cái chức năng tương ứng ở trong bài 19-20 mình học mà ở quá khứ thì mình sẽ auto thêm nó thành perfect modal. Modal đây và perfect đây. Okay. Trong sách của bạn nó ghi là modal perfect. Okay. Vậy nhưng mà cái meaning á nó sẽ không hoàn toàn giống, slightly different, khác nhau một chút xíu. Ví dụ như không phải là hồi bữa mình có học đó, bây giờ mình có thể can swim này, đây là hiện tại này. Thì quá khứ thì mình nói là I could swim when I was 7. Chỗ này á thì ability trong quá khứ, khả năng trong quá khứ mình vẫn dùng could thôi. 7 tuổi mình biết bơi mình vẫn dùng could. Còn cái chức năng này ability trong quá khứ mà dùng perfect thì nó lại nói là để mà nói một cái người nào đó mà họ có cái khả năng hoặc có cơ hội làm cái chuyện gì nhưng là họ không làm. Tức là lẽ ra mình đã có thể làm nhưng mình không làm. Ví dụ so sánh hai ví dụ này nè. I could play the guitar when I was 7. Tức là mình biết cách chơi guitar khi mình 7 tuổi thì mình cứ dùng could bình thường thôi, không có gì xảy ra, chỉ ability trong quá khứ. Nhưng mà khi mình nói I could have played the guitar, I could have, nó sẽ link ở đây. Bởi vì hồi bữa thầy nói rồi, cái phụ âm yếu nhất trong tiếng Anh đó là phụ âm H này.
nên nó rất là dễ bị nuốt bởi những cái phụ âm mạnh hơn đứng trước đó. Thì chữ hờ này, chữ đi này, nó sẽ link với này, could have. So I could have played the guitar. Khi mình nói cái câu này này, đây là một cái perfect modal này, thì ý có nghĩa là mình đã có thể chơi guitar nhưng mà mình không chơi, tức là mình có đem guitar và mọi người cũng có mời mình, tức là mình cũng hoàn toàn có cái cơ hội và khả năng để chơi nhưng mà mình không chơi. Ok. Hoặc là mình ra tiệm điện thoại ha, mình ra tiệm điện thoại sale cell phone S đi. Mình đem rất là nhiều tiền và mình muốn mua một chiếc điện thoại. Ok. Sau người ta tư vấn cho mình cái iPhone 14 và iPhone 16 đi, nhiều khi cái video này còn coi 2 năm nữa. Thì mình cũng có tiền, mình cũng có thể mua nó, nhưng mà thôi mình quyết định mua đủ xài thôi, mình mua chiếc Samsung A7 thôi. Đó. Nhưng mà thực thì cái câu này là mình I bought an A7 Samsung phone, but I could have bought an iPhone 16. Ok. Này, cái chuyện này này là cái chuyện mình đã có thể làm, hoàn toàn có khả năng làm nhưng mình không làm, thì mình sẽ dùng modal perfect. Ok. Đó là ability trong quá khứ, chuyện mình đã có thể làm nhưng mình không làm. Chỗ này rõ chưa bạn ơi? Alo. Dạ. Vậy could V3 với lại could have V3 nó không bao giờ could đi với V3 cả, could nó đi với nguyên mẫu chứ. Could V1 với lại could have V3 là nó khác nhau. Là một cái mình làm được, còn cái là mình có thể nhưng không làm. Yes. Vậy rồi. Ok. Chức năng tiếp theo ở trong sách Destination của các bạn á, nó tách ra phần criticism này với lại expectation là hai cái table khác nhau, nhưng mà thầy sẽ gom nó lại thành một cái vì nó rất là giống nhau. Đều dùng ought to và should cả. Criticism có nghĩa là để phê phán, chê trách, còn expectation thể hiện sự kỳ vọng, nhưng cả hai cái đều ở trong quá khứ hết nha các bạn. Dịch sang tiếng Việt là lẽ ra mày phải làm thế này mà mày lại không làm. Cái chuyện đáng lẽ mày lại nên làm thì mày lại không làm. Ví dụ như là đáng lẽ là mày nên học hành chăm chỉ hơn nhưng mà mình không có học mà mày thi rớt á. You should have studied harder. Có nghĩa là mày không học chăm chỉ nên bây giờ cái chuyện này nó xảy ra rồi, quá khứ rồi. Cho nên người ta mới dùng cái perfect modal này. Là should have studied harder. Quá khứ rồi, đây không phải lời khuyên, có dùng should này nhưng không phải là advice bởi vì nó đã xảy ra rồi, đâu còn giá trị gì nữa mà khuyên. Nhưng đây sẽ là một cái lời phê bình, nó criticize. Ok. Còn cái chuyện đáng lẽ mày không nên làm thì mày lại làm. Ví dụ you shouldn't have told him your secret. Cái bí mật của mày á, đáng lẽ là mày không có nên nói cho nó, mày lại đi nói. Đó, đây là đáng lẽ này, không nên nói này, mà lại nói. Là cái chuyện này mình đã nói rồi nhưng mà mình lại tiếp tục là sai lầm, cho nên mình lại criticize. Criticize trong quá khứ, mình sẽ dùng perfect modal với cái modal verb là should. Ngoài should thì mình cũng có ought to. Cái expectation thì cũng vậy thôi. Tức là chỗ này thì lẽ ra mày phải, thì thay vì dịch là phải thì nếu mình dịch là nên thì nó sẽ là expectation. Ví dụ như là lẽ ra cậu nên học chăm chỉ hơn, thì mình có một cái expect, một cái kỳ vọng rằng là người này học chăm chỉ hơn trong quá khứ. Ví dụ như là mình và bạn Peter cùng ngồi đây và đợi Jim tới được 3 tiếng rồi. Đáng lẽ là Jim phải tới từ 1 tiếng trước rồi, bây giờ vẫn chưa tới nữa. Thì là cái việc tới từ 1 tiếng trước là quá khứ, mình expect từ trong quá khứ đúng không? Thì bây giờ vẫn chưa tới. Jim should have arrived half an hour ago. I wonder where he is. Đâu rồi nhỉ? Giờ chưa tới. Okay. Đây là expectation. Nhưng nó cũng rất là giống. Công thức cũng là should cộng với lại perfect. Chỗ này hiểu chưa bạn ơi? Dạ, đang bác.
Thầy vẫn là cái phần mà phê phán gì? Phê phán là khi mà cái chuyện cần làm thì không làm, mà cái chuyện không cần làm thì làm. Mình sẽ dùng should cộng perfect. Mình hỏi chỗ nào này? Dạ, em hiểu rồi. Are you sure? Dạ rồi, dạ hiểu cái phần đó. Okay. Lastly, probability and possibility. Okay. Hồi bữa mình học cái bài của present hiện tại với tương lai thì mình sẽ có mức là 50% với lại 95%. 50% cho cái khúc possibility và 95% cho khúc strong probability, hoặc tên gọi khác là certainty. Trong khối B2, certainty. Nhưng mà trong quá khứ thì mình chỉ có hai level thôi. Đó là 50% and 95%. Mấy cái modal verb thì cũng y như vậy luôn. Chỉ có khác là nó thêm cái cục perfect ở đằng sau thôi. Đây. Tương tự, khi mình không có chắc một cái điều gì đó, chỉ sure 50% thôi. Thì mình sẽ dùng past possibility. Ví dụ, that boy looked like Jack. He could have been Jack. Nếu các bạn so sánh cái câu này với cái bài của Unit 19 mà thầy dạy, thì chỉ thêm chỗ này nè, nó chỉ thêm maybe. Cho nên chỗ này thay vì là could be thì đổi thành could have been. Bởi vì hai cái mệnh đề đều ở trong quá khứ cả. Lời suy đoán này nè, mọi cái thứ này đều ở trong quá khứ cả. Mình nói lại cái chuyện trong quá khứ nên mình chia quá khứ, và do đó thành could have been. Dưới cũng vậy, he might have gone to the party last night but I didn't see him. Tức là maybe là tối hôm qua nó có tới, ta cũng không chắc nữa, nhưng mà ta không có thấy nó. Ta không thấy. Maybe là nó có tới nhưng mà ở đâu đó ta không nhìn thấy. Cái chuyện anh ấy có đi tới nè là cái chuyện trong quá khứ nè. Maybe là anh ấy có tới là chuyện trong quá khứ nè. Nhưng mà mình không sure nè, nên mình dùng might. Next one. Khi mình sure cái gì đó 95%. Chắc, rất là chắc và có bằng chứng luôn. Certainty có nghĩa là sự chắc chắn mà, trong quá khứ. Mà nếu chắc chắn đúng thì mình sẽ dùng must have verb 3. Ví dụ con động vật đó nó có đổi động từ này, has 8 legs, có 8 cái chân, cho nên nó hẳn chắc chắn là một con octopus. Nhưng mà cái chuyện mình nhìn thấy cái con nó trong quá khứ, mình về nhà mình kể lại, cho nên cái chuyện này là quá khứ này, cái chuyện này cũng quá khứ luôn, nên mình chia modal perfect. Còn khi mình chắc chắn gì đó nó sai, nó không đúng, thì mình sẽ dùng can't have verb 3. Đã không thể nào là that boy had green hair, he can't have been checked. Mình thấy thằng đó mấy ngày trước rồi, bây giờ mình kể lại cái câu này thì cái này trong quá khứ này, cái này cũng quá khứ luôn. Example thì giống y cái example hồi bữa, hiện tại chỉ có thay cái thời gian xảy ra là quá khứ, khiến cho cái modal thành modal perfect. Vậy thôi các bạn, chỗ này hiểu chưa Như? Khi mà mình làm bài thì cái nào mình đưa vô may ma hoặc là khúc gì thầy? Y như nhau, không khác gì hết. Là nó có thể đổi chỗ với nhau. Yes. Trong sách mà nó trình bày, nó để cái dấu sẹt như này nè, thì đồng nghĩa với việc là nó tương ứng, nó không có gì khác nhau. Nên là các bạn cứ dùng cái nào cũng được. What else? Còn hỏi gì nữa không Như? Dạ không. Are you sure? Alright. Đó là modal perfect. Ví dụ như là một cái tình huống các bạn có thể coi trong cái slide thầy có gửi trong cái video bên dưới nè. Các bạn có một cái câu chuyện xảy ra đó, rồi mình bắt đầu suy diễn nè. Một cái vụ trộm đã xảy ra và police là chắc chắn là một trong những người đàn ông này. Vụ trộm thì nó xảy ra trong quá khứ rồi, cho nên những cái suy đoán của mình để mà đoán xem ai là người phạm tội thì đều sẽ mình chia trong quá khứ. Ok. Bài này thì nó ở B1. Ok. Rồi, nếu có câu hỏi gì thêm cho phần modal perfect này, các bạn để lại cái comment hoặc là inbox hỏi thầy nha. Goodbye everyone.